Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Siêu Đồng Thử đây. Hôm nay mình có một cái cây. Cây này gọi là cây ghép ha. Nhưng mà nguyên bản thân của nó là cái gốc cũng khá lớn nha mọi người. Cao từ chân mình mà so với mặt đất lên thì nó khoảng 2 mét rưỡi nha. Còn chiều ngang phủ của nó mặt thì 3 mét rưỡi, mặt thì 2 mét mấy nha, khoảng 2 mét rưỡi đổ lại nha. Thì nó hơi bầu bầu dài dài hình đó. Đây là một gốc người ta gọi là cái gốc cổ lùng mức á, mọi người có biết không? Nhiều người người ta nói gỗ này gỗ kia, nhưng ở khu vực mình á thì mình kêu cái gỗ này gọi là cái gỗ lùng mức nha. Và đây là cái gốc của nó. Hình thù gốc của nó thì dính chùm nha. Đây là cái thân hình mình quay từ dưới gốc lên trên và từ trên xuống. Mình đang di chuyển máy quay xung quanh nha. Và mình đã tạo ghép được sang mai chiếu thủy nha mọi người. Thì cái loại mai này thì mọi người thấy đấy, chính xác là cái gốc lùng mức. Và đây là hình hài rõ ràng mình đã ghép hoàn thành hết 90% là mai chiếu thủy. Và rất là ok luôn nhá mọi người. Thì hôm nay mình review cho mọi người xem. Đây là một cái gốc lùng mức mà mình ghép được mai chiếu thủy lên nha. Và rất là ổn định và ok nha. Từ gốc cái rễ tới thân nhánh là mình làm rất là ok. Và cũng có giá liêm yếu luôn nha. Nếu anh em nào muốn rước chú Hugo này về thì cũng có thể liên hệ với mình nha. Mọi người thấy không? Có một số nhánh mình vẫn chưa ghép sang mai thì nó vẫn là một cái nhánh con của thân gỗ lùng mức đó. Đấy mọi người thấy không? Đấy, bên này mình chưa tạo nhá. Thì nó vẫn là một cái nhánh thân gỗ lùng mức lên bình thường. Đó. Đấy mọi người thấy đấy, thì mình review cho mọi người cái cây rất là đẹp, ok. Mà mình nghĩ rằng là nó là 102 nhá mọi người. Một gốc rất là đẹp. Từ lùng mức thân gỗ mà mình cõng nó về nhà, mình chuyển ghép nó thành mai. Đây, cho các mọi người xem đây là cái khu khúc ngọn của nó nè. Mình đã hoàn thiện được phần sang mai hết rồi nhá. Và rất là ok nha, cây khỏe mạnh, chuyển sinh sang mai rất tốt, các mầm nhánh ghép rất là ok ổn định nha mọi người. Đấy, cho mọi người xem rõ nè, đó, rất ổn định, ok và đẹp nha. Thì qua cái video này, anh em nào mà muốn mang chú dế này về, muốn sở hữu một cái cây này thì bộ gốc bonsai từ lùng mức chuyển giới tính thành mai chú thủy nha, thì mọi người có thể liên hệ với mình nha, comment ở dưới liên hệ với mình. Giá cả thì mình có thể thương lượng sơ sau nhé. Đây là phần rễ mình đang ủ và che. Nói chung phần gốc thì cả ngọn thì mình đang trong thời gian tạo. Thì tới đây mình hơi bận cho nên là mình muốn nhường lại cho anh em nào đam mê bonsai nhé. Thì đây là tất cả hình ảnh mình quay nó thì nó rất là ok ổn định nhá, thân gốc hoành cũng lớn nhá mọi người ơi, chứ không nhỏ đâu nha. Anh em nào đam mê bonsai thì nhìn có lẽ là sẽ rất là biết, rất là hiểu về nó.
trong quá trình mình cắt ghép thì cũng nói thật với mọi người là ok, ổn định, cây khỏe mạnh, bình thường, phát triển ok. Mình làm được khoảng 90% rồi nhá mọi người. Còn một 10% nhỏ nhỏ thôi là mình chưa hoàn thiện. Thì mình tới đây có việc thì mình muốn không thể chăm sóc lâu hơn nữa. Thì anh em nào có đam mê bonsai thì cứ liên hệ với mình nha. Rước em chuyển sinh giới tính từ cây thân gỗ lồng mức thành mai nha. Đấy, tất cả không nhìn xa xa là em nó là như thế. Tại vì mình cũng chưa dọn hoàn thiện nha mọi người. Mình nói rõ là cây mình chưa, gốc này, bonsai này mình chưa dọn hoàn thiện nhá. Chỉ mới có 90% thôi. Còn 10% nữa anh em về có thể dọn thêm nhá. Hoặc là nếu anh em không có thể dọn thêm mà anh em lấy thì mình cũng có thể chỉ dẫn hoặc là dọn thêm cho anh em cho hợp lý nhé. Còn giá cả về nó thì anh em cứ comment xuống lại bên dưới nhé, liên hệ trực tiếp với mình, mình sẽ thỏa thuận sau giá cả nhé. Anh em nào đam mê bonsai thì cứ cảm thấy thích thì yêu mến nó, muốn chuyển cây chuyển giới này về thì cứ liên hệ cho mình nha. Rồi, video mình quay đến đây mình cũng xin phép được tạm ngưng tại đây nha anh em ơi. Anh em nào thấy thích video này, thấy hay, có ý nghĩa thì anh em hãy để lại cho mình xin một like nha. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật xem những video tiếp theo của mình nha anh em. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Còn ai muốn rinh cây này về nhà thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.